Các em học sinh khối 6 trường trung học cơ sở Chu Văn An thân mến, tiết học trực tuyến hôm nay, thầy đại diện cho các thầy cô bộ môn ngữ văn 6 sẽ giới thiệu đến các em tiết ôn tập tập làm văn bài viết số 5 Văn tả cảnh làm ở nhà. Các em thân mến, trong chương trình ngữ văn ở trung học cơ sở, văn miêu tả chiếm một vị trí rất quan trọng. Mục đích của việc học văn miêu tả là giúp cho các em có thói quen quan sát, biết phát hiện những điều mới mẻ, thú vị về thế giới xung quanh, biết truyền những rung cảm của mình vào đối tượng miêu tả. Có thể xem văn miêu tả là một bức tranh về sự vật bằng ngôn từ, để qua đó bồi dưỡng cho các em tình yêu quê hương đất nước, vốn sống, vốn ngôn ngữ và khả năng giao tiếp. Mục tiêu cần đạt của bài học ngày hôm nay: thứ nhất là giúp các em biết cách làm bài văn tả cảnh bằng thực hành viết. Thứ hai, trong khi thực hành, các em biết cách vận dụng các kỹ năng và kiến thức về văn miêu tả nói chung và văn tả cảnh nói riêng đã được học ở các tiết học trước. Và thứ ba là các kỹ năng viết nói chung như diễn đạt, trình bày, chữ viết, chính tả và ngữ pháp. Bây giờ, thầy trò chúng ta sẽ đi vào tiến trình bài học. Các em nhớ chú ý lắng nghe, lấy tập bút ra ghi, chép lại những điều quan trọng nhé. Trước tiên, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức cần nắm vững về văn miêu tả, đặc biệt là văn tả cảnh mà các em đã được học ở những tiết học trước. Câu hỏi đầu tiên mà các em cần phải thông hiểu đó là thế nào là văn miêu tả? Đây là loại văn nhằm giúp người đọc hình dung ra được những đặc điểm, tính chất nổi bật của một sự vật, con người, phong cảnh, làm cho đối tượng như hiện lên trước mắt người đọc. Qua văn miêu tả, người đọc không chỉ cảm nhận được vẻ bề ngoài như màu sắc, hình dáng, kích thước, trạng thái, mà còn hiểu rõ được bản chất bên trong của đối tượng và sự vật. Vậy để làm tốt một bài văn tả cảnh, chúng ta cần dùng đến những kỹ năng nào? Miêu tả là một quá trình tái tạo hiện thực khách quan, nhưng đây không phải là một sự chụp ảnh, sự sao chép nguyên si thực tế, mà phải là sự quan sát tinh tế, sâu sắc, một sự nhận xét có tưởng tượng thông qua lăng kính chủ quan, cảm quan nghệ thuật của người miêu tả. Học sinh phải xác định rõ được vị trí thời gian, trình tự quan sát. Học sinh có thể lựa chọn các trình tự quan sát khác nhau, vận dụng linh hoạt các giác quan để quan sát. Các em có thể quan sát bằng mắt để nhận ra được màu sắc, hình khối, sự vật. Các em có thể quan sát bằng tai để nhận ra được âm thanh, nhịp điệu để từ đó gợi cảm xúc. Các em có thể quan sát bằng mũi, những mùi vị sẽ tác động đến tình cảm của chúng ta. Ngoài ra, các em còn quan sát bằng vị giác và xúc giác nữa. Và để tả hay, tả đúng thì các em phải tả chân thực. Hình ảnh phải tiêu biểu, học sinh tránh thái độ giả tạo, bệnh công thức sáo rỗng, bài nào cũng chép giống nhau. Ngôn ngữ phải giàu cảm xúc, giàu hình ảnh. Các em phải biết vận dụng các biện pháp tu từ thích hợp để làm tăng sức biểu cảm cho bài viết. Câu hỏi tiếp theo đó là bố cục của một bài văn tả cảnh gồm mấy phần, yêu cầu về nội dung của từng phần như thế nào? Đây là bài học mà các em đã được tìm hiểu ở tiết học phương pháp tả cảnh. Bây giờ thầy trò chúng ta cùng nhau ôn lại nhé. Bố cục của một bài văn tả cảnh sẽ gồm có 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài. 1. Mở bài, các em phải giới thiệu được cảnh được tả. 2. Thân bài, các em phải tập trung tả cảnh vật chi tiết theo một thứ tự nhất định. 3. Kết bài, các em phải phát biểu cảm tưởng về cảnh vật đó. Bây giờ thầy trò chúng ta sẽ đi vào một đề bài thực hành cụ thể nhé. Các em chú ý đọc kỹ đề. Em hãy tả quang cảnh khu phố, đường phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi vào phần 1 la mã tìm hiểu đề. Đây là một bài văn yêu cầu các em phải viết văn tả cảnh. Nội dung phải tả quang cảnh khu phố, đường phố nơi em ở vào những ngày giáp Tết. Học sinh các em có thể chọn thời điểm là từ 23 tháng chạp âm lịch đến 30 tháng chạp âm lịch. Sau đây là dạng bài gợi ý. Các em chú ý lắng nghe và quan sát thật kỹ.
Mở bài, các em phải giới thiệu khái quát về khu phố, đường phố vào những ngày giáp Tết. 2. Thân bài. Thứ nhất, các em phải miêu tả được cảnh sắc thiên nhiên, không khí, cây cối, chim chóc vào mùa xuân sẽ như thế nào. Ví dụ, sau giấc ngủ dài của mùa đông, giờ đây ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng khắp mọi nơi, bầu trời trong xanh cao vời vợi, không khí ấm áp của mùa xuân hòa cùng với hương thơm của hoa lá khiến ta có cảm giác thật dễ chịu. Trầm hoa đua nở khoe sắc thắm như nắng xuân vàng. Thứ hai, các em phải tả chi tiết đặc điểm nổi bật của khu phố, đường phố vào những ngày giáp Tết. Công viên được trang trí như thế nào? Bến xe, đường phố đông đúc ra sao? Hay những gian hàng phục vụ Tết? Ví dụ, công viên Lãnh Bình Thăng được mở rộng, xây mới, không gian nơi đây thật thoáng đãng, không khí trong lành, dạo bước vui xuân cùng với gia đình, mùi hương của từng chậu hoa cúc, hoa dại yến thảo, hoa dừa cạn phảng phất khiến ai ai cũng phải ngất ngây. Đường phố được khoác lên mình một chiếc áo mới sạch đẹp và lộng lẫy hơn hẳn. Mấy câu liễn như là chúc mừng năm mới, vạn sự như ý, dằng đầy khắp phố phường. Các con đường vô cùng bận rộn với xe anh xe em tíu tít nhận hàng về và chở hàng ra khiến cho em có cảm nhận chỉ cần bước xuống phố là ta sẽ thấy mùa xuân đã về. Mỗi lần đi ngang qua bến xe, một cảnh tượng thật đông đúc đến choáng ngợp lại hiện ra trước mắt em. Ôi thôi biết bao là xe chạy ra chạy vào tấp nập, ai ai cũng vội vã, tay xách nách mang, nào là vali, những phần quà đem về biếu người thân của mình. Vẻ mặt của họ có một chút mệt mỏi vì đông đúc, nhưng trong ánh mắt của mọi người đều ánh lên sự háo hức vì sắp được đoàn tụ với gia đình sau một năm xa quê lên thành phố lập nghiệp. Nơi thu hút mọi người nhất là gian hàng bánh mứt với vô vàn các gia đình mứt có hương thơm ngào ngạt và đầy sắc màu rất hấp dẫn. Nào là ăn mứt bí, chỉ kẹo dẻo, những nàng hạt sen được phủ lên một lớp đường cát trắng ngọt liệm khiến ai cũng phải ứa hết nước bọt. Thứ ba, các em phải miêu tả hoạt động chuẩn bị Tết của mọi người. Mọi người dọn dẹp nhà cửa ra sao, chuẩn bị thức ăn, đồ trang trí cho ngày Tết như thế nào. Ví dụ, người thì quét nhà, người khác thì lau cửa sổ, sắp xếp lại đồ đạc cho thật gọn gàng. Trên bàn thờ tổ tiên được lau dọn sạch sẽ, xuất hiện những bình hoa ly và mâm ngũ quả thật đẹp. Nhà nhà cùng treo cờ tổ quốc, mọi người quây quần bên bếp lửa hồng để nấu bánh chưng, bánh tét, trò chuyện về kế hoạch đi chơi và mua sắm của gia đình. Cuối cùng là phần kết bài, các em phải nêu được cảm nghĩ của mình về quang cảnh khu phố, đường phố vào những ngày sắp Tết. Em mong ước điều gì cho năm mới? Các em ghi vào vở dàn bài này để tham khảo. Các em chú ý, đây chỉ là phần gợi ý của thầy cô. Mỗi em cần dựa vào sự quan sát, cảm nhận của riêng mình để có những sáng tạo hay và độc đáo hơn nữa. Sau khi được hướng dẫn cụ thể, sau đây là bài tập về nhà. Học sinh hoàn thành bài viết tập làm văn số 5, văn tả cảnh ở nhà. Các em lưu ý, thời gian nộp 2 tuần tính từ bài dạy này được trường tải lên YouTube. Các em có thể gửi bài bằng file Word về địa chỉ mail của thầy cô dạy văn của trường mình. Khi viết lời văn, các em phải thật trong sáng, sinh động, không sai lỗi chính tả. Dùng từ, bố cục phải rõ ràng 3 phần, có sự liên kết mạch lạc, biết sử dụng các biện pháp tu từ như so sánh nhân hóa vào bài làm. Các em học sinh khối 6 trường Chu Văn An thân mến, thầy vừa hướng dẫn cho các em tiết ôn tập tập làm văn bài viết số 5, văn tả cảnh. Thầy mong các em làm bài thật tốt, nộp đúng hạn. Thầy chúc các em và gia đình có thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo.